Cái tiệm cơm Hồng Kông này nó rất là ngon luôn đó mọi người. Không có phải lộn kênh đâu, hôm nay cô gái Quảng Đông dẫn Nai đi ăn đó. Tiệm này tên là Hưng Ký ở trường Hưng Đạo B nha. Lấy cái sam pin. Đây tiệm cơm gì lắm. Tụi mình đã gọi một phần sam pin, có nghĩa là ba loại thịt gồm heo quay, xá xíu và vịt quay. Heo quay với xá xíu thì thật sự rất là ngon luôn đó mọi người. Chỉ có vịt quay thì nó hơi có mùi vịt một chút xíu, nhưng mà không sao. Mà thần thánh nhất là cái nước chấm dầu gừng này, ăn với cái gì cũng ngon luôn á. Tụi mình còn gọi thêm canh và rau cải nữa, chọn vẹn một bữa ăn ngon lành. Siêu ngon.